Xin chào tất cả các quý vị nhé. Hôm nay mình lại phải đi tiêm cái viện còn 2 mũi nữa. Thời gian này mình ốm cái viện. Bây giờ mình lại trên đường đi qua chợ cái gì nhé. Qua chợ Bình An. Qua chợ Bình An thấy hôm nay rất là đông quý vị, rất hay. Thì mình sẽ đi siêu để các bạn một đoạn đường nhé. Mình hôm nay mình qua chợ cái gì nhé. Qua cổng chợ thôi quý vị nhé. Các bạn và quý vị hãy theo mình nhé. Trải nghiệm. Chúc quý vị một ngày bình an. À, hãy theo chân mình nhé. À, chào cháu. Bao nhiêu cây? Ok, cái này giống quế các bạn. 600 đồng ạ. À? À, tìm giống quế là xua theo dõi số điện thoại nhé quý vị nhé. 00795 quý vị nhé. Ông lên bảo bán 600 đồng rồi. Đã bán đâu rồi? Hôm nay trời rất là nhiều mây quý vị ạ, nhiều mây nhiều sương. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép xác định bìa đỏ giấy khai sinh giấy khen ép chất lượng cao giấy khai đôi xuyên các chìa khóa khóa nhà khóa chủ khóa xe máy khóa ô tô khóa khắc được. Mình là tiếp tục đến gian hàng quý vị nhé. Bác xin chào bác nhá. Bác bán gì ạ? Bác quyết. Bác ở Yên Hà nhỉ? Bác cảm ơn bác đến chợ Bằng Lang để tham gia chương trình chợ Bằng Lang quý vị nhé. Bác năm nay bao nhiêu tuổi bác? 72 tuổi. Ai giỏi bác 72 mà nhìn bác vẫn còn trẻ. 73 tuổi. Nhìn cứ tưởng sinh như năm, khoảng độ sinh 65 tuổi đâu. À vâng. Sinh 1951. 72 73 tuổi. Nhìn bác vẫn còn khỏe. Ở bên cạnh này quý vị nhé. Đôi giày quý vị ạ. Đôi giày của cục quân y quý vị nhé. Rất đẹp. Ai nhu cầu mua thì đến gặp bác. À, bên này là gì bác nhỉ? Để tôi cười. À, bên này mật ong nhỉ bác nhỉ? Mật ong. Cái này là ngâm chanh đào. Ngâm chanh. Thang. Vâng vâng. Bán dễ gì? Cho các cụ uống. Bác giới thiệu bác nhé. Còn bên kia bác đang cười là cái gì bác? Cái này cũng thế. Cũng thế gì? Còn bên này bác gì? Cái này chai gì nhỉ bác? Hả? Chai gì? Cái này là chai mật ong. Mật ong. Mật ong. Mật ong nguyên chất gì? Mật ong nguyên chất. À, bác lấy từ đâu bác? Cái này là của nhà. À, của nhà ấy. Đấy, cái này là thuốc ăn ngon ngủ ngon. Và viên ăn ngon ngủ ngon. Bác cầm lấy này về cho tất cả mọi người đều thấy các bác. Đây, cái lọ thuốc kia bác cầm lên xem này. Bác hơi tai nặng. Viên ngủ ngon. Còn bên này thì bác nhỉ? Thu Nam. Này Thu Nam. Cái này là vòng tay điều hòa chứa tất cả các bệnh quý vị nhé. Điều hòa cần nếu mà ai có bệnh áp thì hãy tìm đến nhà thuốc của bác nhé. Bác tên là gì bác nhỉ? Tên bác Quyết. Bác Quyết. Bác Quyết ở xã Yên Hà. Xã Yên Hà. Thôn Tân Tràng xã Yên Hà. Thôn Tân Tràng xã Yên Hà. Thôn Tân Tràng xã Yên Hà. Huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang. Quang Bình tỉnh Hà Giang. Xin chào bác nhé. Vâng xin chào nhé. Vâng. Chứa dạ dày đại tràng. Vâng. Đây. Đây là viên nghệ. Viên nghệ. Chứa dạ dày và đại tràng quý vị nhé. Cả pha với mật ong được quạt lên rồi. Cái này ăn viên. Viên này nhỉ? Ăn trực tiếp. Để còn mật ong bán thế nào bác? Mật ong thì bán 180-200 một chai thôi. Một chai này ấy nhỉ? Ừ. Vâng. Đấy. Là còn lít này là tầm 200 thôi. Nếu toàn, vâng. Vâng. Cảm ơn bác nhé. Vâng. Như nhau hết. Chẳng qua cái này một lít.
Cái này mới mua khỏi mua. Đây là có bên cạnh người đây là bác Nam đi chợ. Bác Nam là người miền xuôi những người ra lên từ năm 1961. Anh nhé, bán 200 dưới nhưng bán cho cô 220 thôi. Còn cái này mà 200 thì bán cho cô 180. Thôi chúc. Thôi chúc bác bán đi nhiều hàng nhé. Vâng vâng, cảm ơn. Là đến cửa chợ quý vị nhé. Bây giờ mình vừa đi mình vừa lưu siêu thôi. Quý vị này bác ơi, bác đến từ đâu ấy? Bác này tải người nặng. Bác đến từ đâu ấy? Bác này chỉ cười thôi, chắc tải rất nặng. Cái quả này bán bao nhiêu này? Quả này của hoa chuối rừng ấy. Hoa chuối rừng ấy. 5.000 một quả. Ôi trời, cái này ở xa lắm đấy quý vị ạ. Cách đây phải 60 cây số. Hai quả này được có 10.000 bạc. Cái này giàu nhỉ. Thế bán hết hàng rồi à? Hết hàng rồi. Còn mỗi hai quả này á? Ừ, có hai quả rồi mà. Mười ba quả rồi. Thế bác năm nay bao nhiêu tuổi? 13 quả rồi. Quả bán hết. Quả năm nay bao nhiêu tuổi bác? Bao nhiêu? Ừ. Bao nhiêu? 16 luôn. sáu mươi tuổi. Hàng thịt quý vị nhá, thịt này rất đỏ quý vị, hôm nay đây khách rất là nhiều thịt. Đây là lợn lang thì cháu gì lợn lạng này là lợn không nuôi bằng cám, không nuôi bằng cám quý vị nhé. Lợn này nuôi bằng chuối mới rau thôi quý vị nhé, thịt rất là ngon. Bên này cũng vậy nhé quý vị nhé, xin mời mọi người tất cả các bạn hãy đến nhà hàng này phục vụ liên tục 24/24 giờ quý vị nhé, chứ không phải là riêng ngày chủ nhật đâu quý vị nhé, hãy đến với gian hàng. Thì chúc cháu bán được nhiều hàng nhé. Rất là nhiều hàng, khi chưa vào đến chợ ở ngoài cũng thấy đông lắm rồi. Hôm nay là trời rất là nhiều mây, u ám, hơi mưa nhỏ ấy. Nhưng ở ngoài cổng chợ thì vui vẻ vào chợ. Rất là người đến giao dịch quý ạ, người đến người mua, ai cũng nở nụ cười, rất vui. Đây là hàng hương quý vị nhé, hương đốt quý vị nhé. Cái hương này cũng đã được công nhận của bên sở làng nghề quý vị. Đây đang bán hương đây này. Bán hương. Hương làng đây nhá. Hương là cúng tổ tiên, ai lấy hương là cứ đến là Hạ Lập, ông Táo Hạ Lập nhá. Vâng, đấy quý vị nhé, đến gặp bác, chuyên môn sản xuất đây. Hương để phục vụ tự, các bạn. Tự sản xuất. Áng luồng Hạ Lập, áng luồng ấy. Vâng. Có hương có uy tín đặc biệt. Được công nhận làng nghề phải không? Được công nhận làng nghề. Chủ tịch hội cao tuổi Bằng Lăng đăng ký cho là. Cảm ơn bác nhé. Vâng.
quay đó hai cái này nhỏ. Rồi chúc bác bán nhiều hàng nhá. Chúc bác bán nhiều hàng. Mình sắp hết cái đoạn đường mình về nhà quý vị nhá. Sắp hết đoạn đường mình về nhà. Đã đến cuối chợ. Cuối đoạn đường về chợ. Cái này hàng cả lắng á, Lan. Hàng còn á. À. Cái này là đồ trang sức của bên dân tộc. Dân tộc Tây mình ý. Còn cái quả lắc này thì quả gì này? Đây á. À đi giá châu á. Châu. À đi giá châu nhá. Thì mời các bạn mà hãy đề, có nhu cầu thì hãy đến gian hàng này nhé quý vị nhé. Đấy, phục vụ các bạn rất tân tình quý vị nhé. Có chip bên nhà. Rồi là có quà tặng gì quý vị nhé. Nhá tầm mì. Đấy, tiếp đến là đến hàng gian hàng quần áo nhé quý vị nhé. Chủ cao mốt đây. Tâm huyết đối với đời sống của mình quý vị nhé, hãy đến gần hàng mua quý vị nhé. Hoa quả, hành, ớt quý vị nhé, ớt to quý vị nhé. Ai chưa được từng ăn quả ớt to hãy đến đây nhé quý vị nhé. Quả này là 4 năm lại cái còn vừa. Đậu phụ này. Nấm một cái nhé. Nước tất cả rất là nhiều hàng. Hãy đến là gian hàng mua. Hãy cả tấp nập vào mua quý vị nhé. Đây là cái hiệu. Nước cũng có thời gian để giới thiệu từng mặt cũng như nhé, chúng ta tự chọn và xem luôn. Nghe về cả hai à? Gian hàng cam Hương Sơn quý vị nhé. Nổi tiếng là cam Bắc Quang quý vị nhé, đây là cam Bắc Quang. Cháu, chào cháu. Cháu bán hàng à? Chào cháu nhé. Có bán được hàng không cháu? À, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Hả? 10 tuổi á? Cháu học lớp mấy? Cháu ngoan quá. Chúc cháu bán hàng nhé. Phải mất mic á? Hả? Phải mất không? Mày phải mất không? Chờ lăng tao khai mà nó. Chờ sau là tiếp tục bán tiếp. Hết hàng rồi chị. Để tiếp chuẩn bị về đấy. Đây là món quẹ nhỉ? Còn một túi quẹ nhỉ? Quẹ là rêu quý vị nhá. Tâm lòng mình đã giới thiệu ở bên Sơn Giang rồi. Người Tây gọi là quẹ, còn tiếng Kinh gọi là rêu quý vị nhá. Đúng rất là ngon. Rớt quý vị nhá, rau rớt quý vị nhá. Sâu vùng sang quý vị nhá. À, mua quẹ đi bác, mua dưa đi bác. Đấy. Đây các chị đều rất là nhiều hàng quý vị nhé. Đây, gian hàng của đứa cháu nhé. Nó cùng quê bác mà nó đi làm dâu xa lắm quý vị ạ. Ở trên chục cây số ấy. Con cái trưởng thành hết rồi. Đấy, đây quý vị ạ. Cái món này mới là món khoái khẩu này. Là trứng gà nhé, gà ta ấy. Bên cạnh có mấy cô gái bán gà đấy.
gà rừng quý vị nhé, nuôi trong rừng quý vị nhé. Rất ngon. Giá cả rất là hợp lý nhỉ quý vị. Đấy. Quý vị hãy đến gian hàng chị nhé. Anh chà, xin chào cháu. Chào ông. Cháu là về. Quý vị nhé, mình đã đi hết đoạn đường chợ quý vị nhé. Video của mình sẽ tạm dừng tại đây quý vị ạ. Xin hẹn và gặp lại vào video khác quý vị nhé. Chúc quý vị một ngày an lành, mạnh khỏe. Xin chào.